Trồng răng implant hiện nay không còn là phương pháp xa lạ để phục hình vị trí một răng hoặc nhiều răng đã mất. Bằng việc sử dụng chân răng nhân tạo implant được làm từ titanium với chức năng giống như răng thật, đặt vào bên trong xương hàm. Qua đó, chức năng ăn nhai và thẩm mỹ của hàm răng sẽ được phục hồi. Vậy, sau khi cấy trụ implant xong thì quá trình lắp răng hoàn thiện sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi hết video này nhé! Trên miệng, tại vị trí răng 46 đã mất răng, chúng ta có thể thấy chiếc implant đã được bác sĩ cấy vào trong xương hàm trước đó. Tùy vào từng thể trạng khác nhau mà sau khi cấy implant, thời gian để trụ răng tích hợp cũng hoàn toàn khác nhau, trung bình từ khoảng 3 đến 6 tháng. Để lắp được răng sứ lên trụ implant đã cấy trước đó, bác sĩ cần tháo bỏ healing hay còn gọi là trụ lành thương. Trụ lành thương được bác sĩ đặt vào ngay sau khi trồng răng với mục đích tạo hình lợi và bảo vệ implant phía dưới. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh implant đã tích hợp và ổn định hoàn toàn phía dưới. Lợi ở vị trí quanh răng implant cũng rất đẹp, đủ điều kiện để bác sĩ lắp răng sứ lên trên. Đây chính là chiếc răng sứ mà bác sĩ đã chế tác trước đó. Răng sứ này được gắn lên abutment, chính là thành phần kết nối răng sứ với trụ implant trong xương hàm của bệnh nhân. Một thao tác rất nhanh gọn, chiếc răng sứ đã được lắp xong mà bệnh nhân không hề khó chịu hay đau đớn gì. Đối với răng hàm, thường bác sĩ sẽ sử dụng phục hình bắt vít, tức là răng sứ sẽ được kết nối với implant bằng một vít. Ưu điểm của phục hình này là dễ dàng tháo răng implant để bảo dưỡng, sửa chữa, loại bỏ được 100% chất cắn dư, tránh được hiện tượng viêm nhiễm sau lắp răng. Màu sắc của răng sứ này cũng được chế tác rất tinh tế, hài hòa và tương đồng với màu sắc của các răng còn lại. Để răng sứ được gắn chắc chắn trên trụ implant và duy trì chức năng ăn nhai, thẩm mỹ ổn định lâu dài, chúng ta sẽ cần sự trợ giúp của cây đo lực. Siết chặt răng sứ và implant theo một lực tiêu chuẩn, khoảng 30 đến 35 Newton. Khi siết răng sứ trên implant xong, bác sĩ sẽ tiến hành bịt lỗ nhỏ trên răng bằng chất hàn chuyên dụng để trong quá trình ăn uống thức ăn không bị chui vào. Chất hàn này vẫn đảm bảo lực nhai và thẩm mỹ như răng thật. Sau cùng, bác sĩ sẽ kiểm tra lại một lần nữa khớp cắn của bệnh nhân theo các chiều trên, xuống, trước, sau, đảm bảo không có điểm nào kênh cộm. Điều này được thực hiện bằng việc sử dụng giấy cắn chuyên dụng để phát hiện các điểm cắn trở cắn, sau đó sử dụng mũi khoan tinh chỉnh bớt đi. Vừa rồi là quy trình lắp hoàn thiện một chiếc răng implant cho khách hàng tại phòng khám. Hãy follow kênh YouTube của Nha khoa Thúy Anh để biết thêm nhiều thông tin và kiến thức trong nha khoa các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.